Chúng ta đang học ở cái phần chủ đề thứ ba. Thứ ba là cái chúng ta học một cái đang ở trong cái phần là nói về cái kỹ thuật DQ. DQ là một trong những cái thuật lập trình rất quan trọng mà tất cả những người mà muốn học sâu thuật toán đều phải biết nhé. Thì cái phần chúng ta đang ở cái phần thứ ba đó là kỹ thuật DQ. Chúng ta đã học được một số cái rồi, hôm trước đã học được khá rồi. Hôm nay chúng ta học xong một cái bài toán rất là quan trọng. Đó là cái bài toán này mà nó gọi là bài toán tháp Hà Nội. Các bạn chưa nghe tên rồi đúng không? Tôi sẽ muốn mà chúng ta sẽ học sâu hơn về một bài toán mà rất là nổi tiếng. Có tên là bài toán tháp Hà Nội. Thì cái bài toán này là do nhà mã học người Pháp sáng lập ra vào năm trước đây là bao giờ mới có thực hành nhỉ? Bao giờ mới có thực hành nhỉ? Tôi xem kẽ vì hiện nay cái phần lý thuyết quá nhiều nên là tôi cứ nói lý thuyết đã, khi nào cần thì cho thực hành nhé. Có thể hôm nay sẽ có thực hành đấy. Hôm nay nếu mà đến cuối mà còn thời gian tôi sẽ thực hành sẽ làm thực hành một cái bài toán nào đó. Rồi nhưng mà chúng ta học xong cái bài toán tháp Hà Nội này đã này. Cái bài toán tháp Hà Nội này nó luôn là bài này chắc sẽ có trong sách giáo khoa đấy, sẽ có trong công trình. Vì nó ghi công trình rồi thì chúng ta sẽ phải học cái này. Để mà ai là giáo viên sẽ phải đi dạy cái bài toán này. Thế đây là bài toán rất là điển hình về cái áp dụng cái DQ. Thì bài toán này là do nhà mã học Luca mà phát minh năm 1000, nên tôi nói thêm một chút lịch sử cho chúng ta có thể có Luca phát minh năm 1883. Thì các bạn nhớ rằng cái thời kỳ năm 1883 này là cái thời kỳ mà Pháp mới chiếm xong toàn bộ nước Việt Nam và công bố rằng Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Chắc là cái ông bác sĩ ông nhà bác này ông hứng thú cái chuyện này để ông coi như là có thể ông này có thể được sang Hà Nội thì hay gì đó. Ông ta đã đặt tên cái bài toán của mình nghĩ ra là tháp Hà Nội. Đó là tình cờ, đó là cái lịch sử thôi, nhưng mà để thấy là qua thời điểm là 1883 là Pháp vừa mới chiếm xong một toàn bộ nước Việt Nam rồi. Thì bài toán tháp Hà Nội là như thế này nhé. Bài toán như sau này, tức là chúng ta có vấn đề nó rất là nổi tiếng trong giới toán học và tin học là như sau nhé. Chúng ta có một cái cọc và ở đó chúng ta có các cái đĩa xếp lên cọc như thế này. Chúng ta xếp các đĩa nó xếp chồng lên nhau, nó có n cái đĩa như thế này đấy. Và các cái đĩa to ở dưới, đĩa nhỏ ở trên, nó có thể là con 1, 2, 3 hay là nó có thể n cái, tổng quát là n cái đĩa chồng lên nhau và đĩa nhỏ ở trên, đĩa to ở dưới. Đĩa đầu bà thì cần chuyển cái đĩa này sang cái cọc khác đây, chuyển sang cái cọc khác như thế này, chuyển sang đây. Khi chuyển sang thì vẫn phải là luôn đặt cái điều kiện là to ở trên, nhỏ to ở dưới, nhỏ ở trên. Thì trong khi quá trình mà chuyển sang cái đĩa này thì người ta được quyền dùng cái đĩa không cái đĩa đĩa trung gian, cọc trung gian đây, mình viết đây. Thì cọc này thì kiểu là cọc số 1 nhé, cọc này là cọc số 2 nhé, cọc này là cọc số 3. Và yêu cầu là chuyển toàn bộ n đĩa này sang cọc số 3. Yêu cầu bài toán nhé, bài toán là như sau này. Bài toán là chuyển n đĩa từ cọc 1 sang cọc 3, nhưng mà được phép dùng cọc 2 làm trung gian. Nguyên tắc của nó là như sau. Nguyên tắc của cái điều kiện của cái này là gì? Là trong là có là như vậy. Tôi nhắc lại bài toán nhé, yêu cầu bài toán biết rồi, bài toán biết rồi, bài toán nhắc lại cái bài toán của Hà Nội nhé.
Cái tấm này là rất nổi tiếng nhé. Là yêu cầu như sau này, yêu cầu này. Chuyển N N cái đĩa từ từ cọc 1 sang cọc 3. Em có biết chữ C là cọc nhá. Đấy. Thì có hai cái có hai cái điều kiện hay là hai cái yêu cầu, hai cái điều kiện mà chúng ta cần chú ý. Một là trong quá trình chuyển thì luôn đặt đĩa nhỏ ở trên, đĩa nhỏ trên đĩa to, không được phép là đĩa to chồng lên đĩa nhỏ, bao giờ là nhỏ ở trên, cần cái đĩa nhỏ ở trên đĩa to ở dưới, bao giờ như vậy. Và cái điều kiện thứ hai được phép là gì, là dùng cho được phép dùng một cọc thứ hai làm trung gian. Đây là bài toán rất là nổi tiếng nhé. Bài toán này là thắp Hà Nội đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái bài toán này và phân tích nó dưới cái tư duy của địa quy. Cụ thể đây là chúng ta sẽ tư duy của quy nạp. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Thì để phân tích chúng ta sẽ chú ý như sau. Chúng ta sẽ là có ký hiệu như sau. Chúng ta có một ký hiệu là, ví dụ chúng ta ký hiệu là HN là số lần chuyển chuyển đĩa của bài toán này, của bài toán. Ta chú ý là cái việc chuyển mình được phép dùng trung gian mà, cho nên về nguyên tắc một lần chuyển ấy, một một lần mà chuyển đĩa đó, một lần mà chuyển chuyển đĩa thì chúng ta có thể chuyển từ một cái cọc thứ i nào đó sang cọc thứ j nào đó bất kỳ. Ở đây i j là có thể là các số từ 1 đến 3, chúng ta có 1 2 3 mà, thì được phép chuyển bất kỳ. Mỗi lần chuyển như vậy chúng ta tính được một lần, và HN là tổng số lần chuyển của cái bài toán này, của bài toán này. Và ý thứ hai là chúng ta sẽ dùng ký hiệu chữ Hà Nội N để mô tả. Đây là mô tả, đây là cái thủ tục thực hiện bài toán. Mô tả là hai điều kiện là gì ạ thầy? Điều kiện một là gì, là trong cái chuyển thì luôn phải đặt đĩa nhỏ lên trên đĩa to nhé. Đây là luôn luôn đĩa to phải nằm dưới đĩa bé, thì không được phép đặt như này. Có cái cọc đây chúng ta không được phép là ở dưới là đặt cái đĩa bé hơn ở trên, là đĩa to, này là không được, này là không được nhé, đặt thế là sai. Và bắt Rồi buộc còn điều kiện thứ hai à? là được Cái phép gì một C2 trung gian à? dùng một cọc C2 làm trung gian, tương lai được dùng một cọc nữa làm trung gian, họ có thể xếp trung gian xong lại họ lại xếp tiếp, chứ có hai cái không thì không 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 đủ điều kiện để mà xếp, để mà chuyển được phép dùng một cọc trung gian nhé. Đầu bài là gì? Đầu bài là chuyển từ C1 sang C3 và được phép dùng C2 làm trung gian, chữ C là cọc. Vậy là bài toán chúng ta là chuyển từ cọc 1 sang cọc 3 và dùng cọc 2 làm trung gian. Thì bài toán Hà Nội này chúng ta có thể viết lại cho thật chính xác là như thế này. Bài toán Hà Nội của chúng ta là như sau, là N là số lần đĩa chuyển từ cọc 1 sang cọc 3 và lấy cọc 2 làm trung gian. Đó. Đây là như vậy, là chuyển từ 1 này sang 3 này, cái thằng 2 này là làm trung gian. Thì chúng ta ký hiệu là như vậy. 1 đầu cuối 3 và đầu và cuối và cái thằng trung gian để tham số thứ 3. Như vậy là bài toán Hà Nội chúng ta cần phải phải giải quyết tổng quát là như thế này nhé. Đó. Thế bây giờ để mà ta tìm cái công thức để quy cho cái Hà Nội này, cho cả hai cái vừa HN và Hà Nội N này, thì chúng ta sẽ giải nó với N thấp với N bé ra, chúng ta sẽ, từ đó chúng ta sẽ tổng quát lên nhé. Các bạn cùng với tôi chúng ta cùng cùng nhau làm nhé. Đầu tiên với N1 thì như sau. Với N bằng 1. Em mới thấy là cái Hà Nội N nghĩa là gì ạ? Là cái thủ tục để thiện cái bài toán này đấy, hay là cái hàm, hay là cái thủ tục mà cái thủ tục để thiện cái bài toán thắp Hà Nội kiểu thế thôi. Mà khi ra lập trình chúng ta phải làm một cái hàm số để thực hiện cái giải cái bài đó, nhưng mà tổng quát nó là không phải chỉ Hà Nội N mà là Hà Nội N 1 3 2.
thậm chí đặc biệt mặt tổng quát mà nói thì là cái hàm số đó nó cũng dạng là Hà Nội N I G K, tổng quát là như vậy. Là gì, có n cọc đang ở cọc thứ y bị cần chuyển sang cọc g với k là cái cọc trung gian, tổng quát nhé. Ở đây y g k là các cái số tự nhiên là nằm trong 1 2 3 thôi. Có thể chúng ta sẽ là một góc, chúng ta sẽ là chuyển Hà Nội n 1 3 2 đây, một góc là như này nhé. Nhưng tôi viết tổng quát dưới dạng là y g k như thế này. Đây là một cái thủ tục mà chúng ta đang cần phải tính, lát nữa chúng ta sẽ làm ra. Bây giờ để tính cụ thể hơn, chúng ta hãy làm n bằng nhỏ trước, n bằng 1, bằng 2, bằng 3 trước. Xong chúng ta sẽ tổng quát lên, cùng quy nạp. Chúng ta tổng quát và tính được lời giải của bài toán này nhé. Với n1, chỉ có một đĩa thôi thì sao nhỉ? Một đĩa thôi thì nó quá đơn giản. Đây cọc 1 này, cọc 2 này, cọc 3 này, 2, 3. Thì có n1 thôi thì với n1 thì ta chuyển một phát luôn sang đây, cần gì phải không cần trung gian nữa. Là như vậy là với n1 thì chuyển rất đơn giản, chuyển một lần là xong. Như vậy là cái suy ra là cái HN, tức là cái H1 là cái số lượng, số lần chuyển của cái bài toán n1 nó sẽ là 1. Như vậy ta suy ra là cái con số này. Thì chuyển đúng một lần thôi, chuyển đúng một lần. Đấy, vì với n1 thì là đơn giản. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết với n bằng 2, nó sẽ phức tạp hơn rồi đấy. Với n bằng 2 nhé. Chúng ta cùng nhau giải quyết này, đây này, với n bằng 2 thì chúng ta sẽ có hai đĩa. Một đĩa to ở dưới và một đĩa nhỏ ở trên. Đây này. 2 này. 3 này. 2 cộng 2 cộng 3. Bây giờ chúng ta cần chuyển hai đĩa này sang cọc số 3. Bây giờ các bạn này, cái đĩa nhỏ này là chuyển đi đâu? Chuyển sang 2 sang 3 nhỉ? Chuyển sang 3 ngay thì không được, chuyển sang 3 ngay thì sau đó rất là khó mà đưa cái đĩa đĩa ở dưới lên. Cho nên chúng ta làm như sau. Chúng ta chuyển cái đĩa nhỏ này ở đâu nhỉ? Chuyển đĩa nhỏ là sang mấy? Sang 2 trước. Đúng, sang 2 trước. Sau đó chúng ta chuyển đĩa một sang để dưới sang gì? Sang 3 đúng không? Và chuyển đĩa này sang đây là xong. Đấy, như vậy là chơi bài tập cần là gì? Bước 1 chúng ta cần phải thực hiện là 3 bước, 3 lần chuyển nhé. Lần thứ nhất chúng ta chuyển đĩa nhỏ nhỏ từ 1 sang 2 đúng không nhỉ? Đây, chuyển đĩa nhỏ. Ở cái bước số 2 chúng ta chuyển cái đĩa to từ 1 sang 3. Đây là cái đây là bước bước thứ nhất nhé. Bước số 2 chuyển từ 1 sang 3 cái đĩa to, xong bước số 3 là chuyển cái đĩa nhỏ từ 2 sang sang 3. Vẫn bảo đảm là luôn cái nhỏ trên cái to. Như vậy là bước số 3 là chuyển đĩa nhỏ từ 2 sang 3. Được chưa? Đó. Mọi người có thấy như với hai video bằng 2 cũng là rất rõ ràng, với N1 thì dễ rồi. Làm một lần chuyển là xong. Còn với N bằng 2 chúng ta phải chuyển làm 3 lần. Vậy suy ra cái gì? Suy ra là gì? Suy ra công thức chúng ta là H2 là H, tất nhiên cho H được là số lần chuyển đĩa sẽ bằng 3. Chúng ta được chưa? Nhưng mà đến chỗ này là dễ hiểu rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm với đường bằng 3. Thì với đường 3 chúng ta bắt đầu hiểu hơn rồi đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm với đường bằng 3. Và chúng ta sẽ phân tích chuyện này là như thế này. Đây. 1 này. 2 này. 3 cộng 1 2. Và bây giờ chúng ta có ba cái đĩa, một cái đĩa đầu to này, cái đĩa số 2 này. Cái này mình nói rồi. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta phân tích nha. Chưa giờ này các bạn suy nghĩ nhá. Bây giờ thì chúng ta đã biết cách làm với 2 rồi, thì bây giờ chúng ta làm như sau này. Bây giờ bước 1 chúng ta sẽ chuyển hai cái đĩa này này, coi như là anh đều một hai, chúng ta chuyển hai đĩa này sang hai, có chuyển được không? Chuyển sang hai với điều kiện là với lấy đĩa ba làm trung gian. Như vậy là bước 1 chúng ta thì chúng ta chuyển chuyển hai đĩa trên sang sang hai lấy ba làm trung gian.
Bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà là cái bước 1 là chuyển hai đĩa trên sang hai, lấy ba làm trung gian. Cái bước này là cái bước bước 1 này là áp dụng gì? Áp dụng ở phía trên. Ở trên thì biết là VN bằng 2 rồi mà. Đây này. Đây là bước làm đối với VN bằng 2 biết rồi nhé. Thì cái bước này này là bước mà dùng kiến thức ở phía trên, tức là dùng quy nạp. Cái này là dùng quy nạp. Dùng quy nạp. Được chưa? Dùng quy nạp. Sau đó đến bước khi mà cái đề này sang đây rồi thì sang đến bước 2 là tức là cái bước 2 chúng ta chuyển đĩa 1 này sang đi sang 3. Sang 3. Bước 2 là chuyển đĩa to từ 1 sang 3. Đúng không? Cái này chụp lần là xong. Thì sau khi bước 1 xong bước 1 này thì ở đây nó có hai nó đây nó có hai đĩa. Đĩa này. Thì trên bước 3 này chúng ta sẽ chuyển bớt hai đĩa này sang bên này. Được chuyển hai đĩa một lúc à? Không được, gần đây là ta chuyển quy nạp mà, dùng quy nạp để chuyển. Còn là chuyển quy nạp thì áp dụng ở trên này. Đúng không nào? Đây này. Thế là thật ra cái chỗ này là 3 bước ấy. Cái chỗ này chẳng có chỗ này là thật ta phải là dùng là phải là 3 bước, nhưng mà tôi nó nhanh thôi. Ta dùng quy nạp mà. Đúng không? Dùng quy nạp chúng ta có thể chuyển hai đĩa ở phía trên sang cái hai này. Lấy cái ba làm trung gian, áp dụng quy nạp ở phía trên. Cái bước 1 là cái bước ghép là cần 3 bước. Vì ở trên chúng ta thấy là cái H2 bằng 3 mà. Đây, dùng 3 bước này, dùng 3 lần chuyển. Ở chỗ này này. Chuyển đĩa to từ 1 sang 3, cái này chỉ dùng 1 lần chuyển là xong. Sau đó, này chuyển từ 1 sang 3 nó ra như này. Sau đó ở bước cuối cùng chúng ta là chuyển hai đĩa này từ 2 sang 3, lấy 1 làm trung gian. Và như vậy chúng ta đã dùng quy đạp một lần nữa. Như vậy là chuyển hai đĩa từ cọc 2 sang cọc 3, lấy 1 làm trung gian. Cái này làm được là theo quy nào? Theo bước trên đúng không? Theo cách làm trên. Và cái này sẽ là 3 bước. Đấy. Các bạn có nhìn thấy không nào? Có hiểu không nào, hiểu cái này thì tôi nói không? Thực ra cái chỗ này là làm 3 bước, chuyển hai cái đĩa trên này, chuyển hai đĩa phía trên này từ 1 sang 2 đến 3 làm trung gian. Lúc ba nó rỗng mà, lúc ba trung gian thì sẽ là 3 bước. Khi cái hai này sang đây rồi, cái này nó rỗng thì chúng ta chuyển một lần. Bước 2 là chuyển đĩa to từ 1 sang 3, 1 sang 3 ngay thì chuyển một lần là xong. Tính là một lần. Và cuối cùng chúng ta lúc được cái đĩa ba nằm ở đây rồi nó có to không hiểu gì cả, chúng ta chuyển tốt hai đĩa này sang đây vì hai đĩa bé đi đĩa ba này cho nên là nó luôn là nó chuyển thoải mái, lấy được một lần làm trung gian. Như vậy lần thứ ba này ta làm đĩa quy nạp một lần nữa thì ta tính được cái này là lấy một từ chuyển lại luôn hai sang cộng ba lấy một làm trung gian, cái này là mất ba bước. Như vậy tổng thể ta có gì? Ta có là H3 bằng bao nhiêu nhỉ? H3 sẽ bằng 7. Bằng 7. Đặc biệt nó bằng là 3 cộng với 3 cộng 1. Và chúng ta sẽ xem lại một tí nhé. Chúng ta xem lại một tí cái H3 một tí. Nhưng mà khi ta chạy chương trình mà chạy cái Hà Nội 3 vẽ đường 3 nhé. Từ 1 sang 2 lấy 3 làm trung gian. Thì ta làm như thế nào? Bước 1. Tôi gọi đệ quy Hà Nội 2. Đúng không? Ở đây là chỗ này nhầm. Đầu bài của chúng ta là thế này chứ. Đầu bài của chúng ta là từ 1 sang 3. Lấy 2 làm trung gian. Ta gọi lần 1. Chúng ta gọi lần 1 là cái gì? Đây, 1 đây này. Chúng ta sẽ chuyển từ 1 sang 2. Đúng nào? Lấy 3 làm trung gian. Đấy, hiểu chưa? Lấy 3 làm trung gian. Gọi cái này. Thì cái này là chính là cái này này. Cái này là chính là chỗ này. Bước tiếp theo là chúng ta chuyển đĩa to từ từ 1 sang 3. Đấy, từ 1 sang 3. Và đến cái bước 3. Bước 3 đây là chính là gì? Chính là ta gọi lại cái đĩa quy, gọi lại cái quy nào gọi là Hà Nội. Gọi là gì? Gọi từ hai đĩa từ cọc 2 sang cọc 3 lấy 1 làm trung gian.
Và đây chính là cái cách làm đối với hiệu N3, bạn đã hiểu chưa? Nhìn kỹ lại nhé. Cái này này, cái này này, nó chính là chỗ này. Bước 2 này nó chính là chỗ này. Bước 3 này nó chính là chỗ này. Chính là 3 bước đấy, để mà bước. Cái bước này này, nó chính là cái bước này. Cái bước này này, nó chính là cái bước này. Cái bước này này, nó chính là cái bước này. Đấy. Không thấy không? Vâng ạ. Tôi hiểu rõ chưa? Hiểu rõ cái gọi là cái đề quy ở đây chưa? Mà chúng ta làm, chúng ta tìm được n được, được h bằng 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 3 rồi đúng không nào? Bây giờ h3 là 7, h1 là 1, h2 là 3, h3 là 7. Bây giờ chúng ta suy luận hoàn toàn tương tự, chúng ta xét tổng quát, xét n tổng quát và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhá. Cái bài toán này là gì? Bài toán này chính là bài toán tôi đặt tên là Hà Nội. Tôi lấy N đĩa đặt ở vị trí của cọc 1, tôi chuyển sang cọc 3, lấy cọc 2 làm trung gian. Thấy không nào? Đó. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây chúng ta làm như sau. Đây chúng ta làm nhé. Cọc 1 này, cọc 2 này, cọc 3 này. 1, 2, 3. Ở đây có N cọc. N cái đĩa, N cái đúng không nào? Đây viện trên là dễ nhé, N cái. Thế ta làm như sau này, bước 1 chúng ta lấy ra N trừ 1 cái cọc phía trên, được chưa? Vì theo quy nạp chúng ta dùng được rồi, N trên là hai bề rộng, N cọc này tôi chuyển sang bên sàn cơ sở cọc 2, lấy man làm trung gian. Là bước 1 nhé, kia là kia thứ nhất là chúng ta chuyển n trừ 1, kia n trừ 1 tôi làm được rồi theo quy nạp, nhưng mà n trừ 1 tôi chuyển một lần, chuyển rất nhiều lần, nhưng mà là chính là cái bài toán đứng ở vị n trừ 1, chuyển n trừ 1 cái mát ở phía trên sang cọc 2, đi ba là trung gian. Như vậy chúng ta nhân lại cái bài toán tổng quát nhé. Như vậy là bước 1 là lấy n trừ 1 đĩa phía trên, đĩa trên chuyển sang 2 lấy cọc 3 làm trung gian, được chưa? Đấy, cái này là theo quy nạp. Và cái bước này chính là gì? Bước này chính là bước là gọi Hà Nội, lấy n trừ 1 đĩa ở trên, đúng không nào? Chuyển từ cọc 1 sang cọc 2, lấy cọc 3 làm trung gian. Đấy. Đấy này này. Đấy. Tức là cái này nó chính là cái gọi quy nạp của cái này nhá. Đấy. Gọi đĩa quy. Bước số 2 là chúng ta lấy cái đĩa to này. Chúng ta chuyển sang đây, chuyển một lần là xong. Bước số 3 là như thế này. Sau bước 2 cái đây sẽ N cái này, N này. Đây là n trừ 1 cái chuyển xong rồi nhé. Bước 3 chuyển như này. Bước 2 là chuyển là lấy là chuyển đĩa từ 1 sang 3, chỉ một lần là hết tất cả luôn. Đấy, xong đấy là cái bước thứ 3 là chuyển n trừ 1 cọc này sang cọc số 3, lấy 1 làm trung gian. Thì bước cuối cùng ở đây là gì, là lấy n trừ 1 đĩa từ cọc 2 chuyển sang cọc 3, lấy 1 làm trung gian. Và sau bước 3 là xong hoàn toàn. Nhắn lại nhé, bước 1 thì là đây, bước 2 thì là đây, bước 3 là cái này, bước 3 là chuyển bước sự lên đây. Đấy, bước 3 đây. Thì bước 3 là chính là gọi là Hà Nội, lấy N chỉ 1 đĩa từ cọc 2 chuyển cọc 3 lấy cọc 1 làm trung gian. Đấy không nào? Cọc 1 làm trung gian. Các bạn thấy không nào? Như vậy chúng ta có thể thấy tổng quát là như sau nhé. Như vậy là chúng ta có thể suy ra là cái bài toán Hà Nội này, tổng quát là N này, N cọc này chuyển từ cọc 1 sang cọc 3 lấy cọc 2 làm trung gian. Thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta chuyển, chúng ta gọi đĩa quy
chuyển n trừ 1 cộng, lấy từ cộng 1 chuyển sang cộng 2 lấy cộng 3 làm trung gian. Sau đó chúng ta chuyển chuyển đĩa từ 1 sang 3, từ 1 sang cộng 3. Và đến bước sau cùng, cái gọi đĩa quy sau cùng là chúng ta sẽ gọi nốt là Hà Nội lấy n trừ 1 cái đĩa đó, từ cộng 2 chúng ta chuyển sang cộng 3 và lấy cộng 1 làm trung gian. Thì đây chính là cái thuật toán đấy, đây chính là cái thuật toán để giải cái bài toán gọi là bài toán tổng quát của chúng ta. Và chúng ta sẽ cũng từ đây chúng ta sẽ thấy ngay, đúng không? Đây là cái đề tôi biết rồi để cho chúng ta thấy còn thực tế tôi nói đây là cái ý ấy đấy nhé. Chưa phải là đấy nhé, chưa phải là cái đề giải đây, nó gọi dùng cái gì là quy nạp thôi. Thì họ thấy như ở đây này gọi như này, nó chỉ là hn trừ một lần chuyển, cái này là một lần chuyển, cái này sẽ là hn trừ một lần chuyển, đúng không? Vậy suy ra ta có như sau, vậy chúng ta có như sau nhé, và chúng ta có suy ra là hn bằng bằng là một cộng với hai hn trừ một. Hay chưa? Thật ra cái chỗ này tôi có thể viết lại cho nó dễ hiểu hơn, là chúng ta có thể viết lại cho anh dùng như là bước 1 là chuyển n trừ 1 đĩa từ cộng 1 sang cộng 2 lấy 3 làm trung gian, lấy 3 làm trung gian. Cho nên bước 2 là chuyển đĩa từ 1 sang 3. Đúng không? Và bước 3 là chuyển n trừ 1 đĩa từ 2 sang 3 lấy 1 làm trung gian. Đó. Viết này thì nó dễ hiểu hơn, biết đấy. Viết cái này thành hành nó bị hơi bị sai. Viết cái này thì thành gọi đĩa quy, đây hay nó chưa. Hiện đây nó chưa có gì là gọi đĩa quy, cả nó chỉ nói bằng miệng thôi, chưa phải là giải kiến thức nhé. Đây chỉ là tất cả cái dễ giờ là chúng ta bàn cái tư duy thôi nhé. Được rồi. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ nãy giờ thì chúng ta là chỉ là cái gọi là cái suy luận thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh, sẽ cùng nhau làm chính thức luôn nhé. Như vậy là chúng ta thấy là cái công thức này là công thức 1 là công thức chúng ta đã suy ra là đúng rồi. Bây giờ là như vậy chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta đã công thức cho đây. Như vậy gọi là ta có này, ta có một cái định lý như sau. Định lý 1 nhé. Định lý 1 là cái hàm hn là cái số lần chuyển đĩa của cái bài toán thác Hà Nội thì chúng ta có từ lựa trên, chúng ta sẽ thấy ngay là gì, là chúng ta có gọi công thức đĩa quy h 1 bằng 1 và hn bằng 1 cộng với 2 h n trừ 1 với n lớn hơn 1. Cái này thì có gọi là công thức 2 đúng không? Được chưa? Thì bây giờ công thức 2 này là các bạn có thể có một cái gọi là cái định lý hay là mệnh đề đi, hoặc là cái mệnh đề hay là định lý 2 đi. Mệnh đề là chứng minh rằng gì? Chứng minh rằng là hn này chính là bằng gì? Nó chính là bằng là 2 mũ n, tức là trừ đi 1. Cái này gọi là thứ 3 nhé. Thì chúng ta chứng minh cái này dễ dàng bằng quy nạp. Chứng minh nhé, chứng minh cái mệnh đề 3 này, mệnh đề trên như chứng minh nhé. Với n bằng 1 thì chúng ta thấy là hiển nhiên là vì là h1 là bằng 1 thì có phải là bằng 2 mũ 1 trừ 1 không?
Như vậy là mệnh đề đúng này, mệnh đề đúng, mệnh đề đúng. Với quy nào? Bây giờ giả sử mệnh đề 3 đã chứng minh, đã được chứng minh với n trừ 1 mà chúng ta chứng minh đúng với n nhé. Chúng ta có này h n nhé, h n theo công thức 2 thì là bằng 1 cộng với 2 h n trừ 1. Và đây theo quy đạt nhé, theo quy đạt thì sẽ bằng là 1 cộng với 2 mũ 2 mũ n trừ 1 tất cả trừ 1. Bạn thấy cái này nó chính là bằng là 2 mũ n trừ 1. Đó là chính là điều phải chứng minh nhé. Thế là mình bên đề này đã chứng minh rồi. Và chúng ta chứng minh được cái điều thứ nhất là cái tính được là cái số lượng là đổi số lần mà chuyển đĩa của bài toán Hà Nội là của bài toán là n đĩa sẽ bằng là 2 mũ n trừ 1. Nó là khá lớn. Được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết cái chương trình hay là viết cái hàm để quy để ra giải cái bài toán này. Chúng ta suy từ cái trên này thôi, nhưng mà không phải viết cái này không chính xác lắm. Vì cái này nó chỉ có một lời gọi để quy, cái chỗ này nó không có cái phần cơ sở. Không có phần cơ sở mà muốn gọi để quy phải có phần cơ sở cơ. Thế bây giờ tôi làm với cái này nhé, đây là mình viết lại cái hàm để quy của chúng ta nhé. Đây thì đây là cái thuật toán hay cái lời giải. Lời giải chính thức của bài toán Hà Nội, của bài toán tháp Hà Nội. Hà Nội nhé. Được rồi, thì mô tả như sau này. Thứ kiểu đó là Hà Nội này. Hà Nội nhé. Và nó có là N này. Cho tổng là quát luôn vì các bạn làm với 1, 2, 3 nhưng mà tổng quát luôn thì cho dễ như là I này, G này, K. Ngay thì kiểu gọi cho nó dễ dễ thôi. Ở đây thì đây là bài toán như sau. Bài toán là chuyển N cái cọc N cái đĩa theo từ nhỏ xuống dưới là lớn, chuyển từ cọc I sang cọc G đến cọc K làm trung gian. Được chưa? Và chúng ta sẽ gọi cái hàm này, ta sử dụng cái hàm này là cái hàm để quy. Thì muốn được quy phải có cái phần cơ sở thì làm như sau. Bây giờ bắt đầu nhé, mô tả này. If n bằng 1, đấy, đây là phần để quy đây. 1 thì sao thì ta làm như thế, ta chuyển đi. Chuyển đĩa có một đĩa thôi mà, chuyển đĩa từ I sang G chỉ một lần là xong. Và đó là cái trình trục cơ sở. Bây giờ ngược lại else, nếu mà n lớn 1 thì làm gì? Đấy, lớn 1 chúng ta làm như sau. Thế là nói rồi, chúng ta sẽ phải dùng thiện lập 3 lần cái phần quy nạp. 1 là chúng ta gọi Hà Nội, gọi quy nạp, gọi đĩa quy là n trừ 1. Đấy, n trừ 1 thì đầu tiên là lấy n trừ 1 đĩa ở phía trên, chuyển từ I sang K nha, sang K phụ, sang phụ đã, lấy chính cái gì này làm trung gian. Rồi sau đó là chúng ta bước thứ hai là chúng ta chuyển đĩa dưới cùng đấy, chuyển cái đĩa thứ n phía dưới cùng đấy từ I sang G. Chỗ này chúng ta có thể mô tả bằng lời. Nếu các bạn lập trình chỗ này có thể mô tả bằng hình ảnh, nhưng chúng ta lập trình trên các phần mềm mà chúng ta có thể trên các cái chương trình lập trình mà có thể mô phỏng được ấy, trên Scratch chẳng hạn, hay trên Python có thể cho chúng ta học về cái phần đồ họa của Python có thể mô phỏng mô tả cái đĩa đấy, chuyển động là chính chỗ này. Chỗ này chúng có thể mô phỏng này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ gọi lại để quy một lần nữa. Khi chuyển n trừ 1 đĩa từ I sang K lấy chi là trung gian, sau chuyển đĩa thì n là đĩa tốt nhất từ I sang G. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nốt cái n trừ 1 đĩa, đúng không? N trừ 1 đĩa từ K trở về G và lấy I làm trung gian. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán, đây chính là thuật toán là cái mô tả cái hàm để quy chúng ta. Và từ đây chúng ta thấy là chúng ta giải quyết xong cái bài toán này. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể viết chương trình cho nó được.
nó không phải là quá khó, đúng không nào? Bây giờ tôi có thể cho nó ngắn lại, tôi có thể sửa một chút nhé, tôi viết lại toán này, tôi sửa lại cho đẹp hơn này cũng được này, tôi sửa lại cái hàm để quy của chúng ta như sau nhé. Đây, tôi viết cái khác cũng giống này thôi, mình viết lại nó ngắn hơn. Chỗ này là viết là cần cần là 1 2 3 4 5 6 lệnh, thì tôi chuyển lại cần mất 4 lệnh này. Đây, thì là như sau này. Cái này các bạn có thể về nhà các bạn sẽ chứng minh là nó chính là thế. Hà Nội này. N này, I này, G này, K này, tổng quát nhé. Là như sau này, if N lớn không người ta làm, nhỏ không thì thôi. N chúng ta gọi là Hà Nội này. N trừ 1 này, cứ I này, sang K này, lấy G làm trung gian này, sau đó là chuyển địa. Chuyển đĩa N từ I sang G và cuối cùng là gọi là Hà Nội N trừ 1 từ K sang G lấy I làm trung gian. Đây, chúng ta sửa lại một chút thôi, bảo nó còn có 4 lệnh thì hai cái bản này là tương đương, cái này và cái này là tương đương, hai cái này là tương đương nhau nhé. Cái viết này được gắn được một chút đấy, vẫn là một thôi, nhưng mà viết lại cho nó hay một tí nhé. Đấy, như vậy chúng ta tới đây chúng ta đã hoàn thành một cái bài toán rất là nổi tiếng, và các bạn điều về nhà có thể lập trình để mô tả bằng bằng lời thì dễ thôi, không có gì cả, bằng chữ đây này, chữ này ta viết một chữ thôi, ta chuyển đĩa từ I đến G đấy, chuyển đĩa thứ mấy, chuyển đĩa thứ N, đúng không, là ta làm được ngay. Thôi bây này thì tôi định làm, nhưng thôi được, bây giờ chúng ta còn phần nữa, cho nên là tôi sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Bài toán tiếp theo thì là kết thúc cái phần chương 2 này, cái chương 3. Thì nếu còn thời gian tôi quay lại bài này sau, không thì bài tập coi như bài tập về nhà, các bạn giải cái bài này trên máy tính, lập trình trên máy tính. Nếu ai mà các bạn trẻ hơn thì bài tập về nhà của tôi nữa là các bạn mô phỏng cái này ở trên ngôn ngữ trên lập trình Scratch để mô tả các cái đĩa từ bay đang di chuyển, tao phỏng cái đĩa bay từ đĩa 1 sang đĩa 3 như nào, rất đẹp. Cái này ngày xưa tôi đã từng làm bài này cho các bạn xem rồi, ngày xưa trong chương trình dạy trên đây này, dạy Scratch đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhưng mà kết thúc cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Bài này là theo tôi là bài quan trọng, vì sao quan trọng, vì bài này là có trong chương trình tin học của lớp 10, của lớp 11 là có, thì chúng ta sẽ phải coi như hôm nay là bài học trước chương trình của lớp 11. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài toán tiếp theo, thực hiệu là 34, là một cái bài toán rất là nổi tiếng. Bài toán này thì có rất nhiều lời giải khác nhau, thì nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm cái lời giải mà dùng đệ quy, mà chúng ta tập trung hết vào đệ quy. Là như sau, là cái bài toán sinh hoán vị. Bài toán sinh hoán vị thì anh gọi là nó là permutation, cái bài toán rất là hay, rất là quan trọng, rất là nổi tiếng. Cái bài này các bạn biết rồi là thế nào là hoán vị, tức là hoán vị của một cái dãy, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ chỉ xét cái hoán vị của cái tập là 1, 2, 3 đến n thôi. Tổng quát nó là làm tập mà tổng quát thì nó làm một cái dãy bất kỳ, mà thông thường chúng ta sẽ chia sẻ cái này. Còn tổng quát nhé, tổng quát là như sau, tổng quát cái bài toán này là như sau nhé, là cho dãy số bất kỳ hay là các phần tử bất kỳ là A1, A2, A3, AN nào. Bài toán cần đưa ra là phải, bài toán là cần phải sinh ra tất cả các hoán vị của dãy trên, sinh tất cả các cái hoán vị của dãy trên,
chưa? Thì lấy ví dụ nhé, lấy ví dụ là được kiểu tập là tập S thì đi, giả sử tôi lấy S thì bằng là bằng 1 và 2 thôi nhé, thì chúng ta suy ra nó chỉ có hai hãng vị là 1 2 và 2 1, nó có 2 đúng không? Với n bằng 3 nhé, đây là với n bằng 2 thì như thế, đây là với n bằng 2 nhiều với n bằng 3 này là S nó sẽ bằng là 1 2 3. Chúng ta cùng xem nó có bao nhiêu hãng vị này. Chúng ta thấy nhé. Được gây ra này. 1 này, 2 này, 3 này. Xong chúng ta sẽ đổi vị trí. Ta để nguyên như này, để nguyên 1 đây thì sẽ là 3 2 nhé. Chúng ta để 2 lên trước, 2 thì đây sẽ là 1 và 3. Ở đây 2 là 3 1. Ta chuyển 3 lên trước, 3 đây sẽ là 1 và 2, 3 2 1. Như vậy là với n bằng 2 thì là 4, 4 là 2 hoán vị, với n bằng 3 là 1, 2 nó là 6 hoán vị. Và ta biết rồi là số lượng hoán vị của một dãy n số chính là n dãy thường, chúng ta biết rồi. Cái này chúng ta biết từ phổ thông rồi đúng không? Tức là số lượng các hoán vị của một tập n phần tử nó sẽ là n dãy thường. Như vậy n dãy thường chính là cái số lượng các hoán vị của dãy n phần tử. Đó, vậy suy ra là cái bài toán mà sinh ra tất cả các hoán vị thì nó phải in ra là n dãy thường hoán vị. Vậy suy ra cái bài toán này là cái bài toán sinh hoán vị này. Vậy suy ra cái bài toán sinh hoán vị này nó phải có cái độ có độ phức tạp, có phải có độ phức tạp tối thiểu là n dãy thường, là một số rất lớn. Cho nên cái bài này là bài là cực khó rồi, không nói gì về mặt độ phức tạp của chúng ta là rất là khó. Tuy nhiên rất hay là vì chúng ta vẫn cần điền vào nó để ta về, nó rất là hay. Lập trình với n nhỏ thôi mà để nó ra được các cái để ra được cái bài toán của chúng ta. Thấy chưa? Đó thì mình chúng ta cùng nhau giải quyết bài này nhá. Như vậy là bài tôi gói từ dài từ giờ đến cuối buổi phải xong cái bài này. Các bạn hiểu được cái bài này. Bài này các bạn mà ai mà chịu khó lên mạng mà tìm ấy, bài này tôi nghĩ là nó có hàng trăm lời giải khác nhau. Hàng trăm, thậm chí hơn 100. Và người ta luôn luôn tìm ra cách làm sao cho nó để nó giúp tối ưu hóa, nó ngắn đi, nhưng mà ngắn mấy thì ngắn cũng trên lên rồi đấy thừa. N dãy thường là cái nhỏ nhất rồi, nó còn là hơn n dãy thường, nhưng mà nó họ luôn tìm một cái giải khác hay hơn, nó đẹp hơn, thì chúng ta sẽ cùng nhau, hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng tìm ra được một lời giải, có được hai lời giải thì càng tốt. Và đích của chúng ta thì là tìm lời giải của nó trên cái tư duy là đệ quy. Chúng ta học cái bài này là bài đệ quy mà. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Phần A đi, phần A là cái ý tưởng của thuật toán. Ý tưởng của thuật toán mà chúng ta muốn xây dựng. Ý tưởng của chúng ta ở đây chỉ là đệ quy thôi. Bài này có nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng mà trong các phần khác nhau. Ví dụ là phần sau các bạn thấy là ở trong cái phần thuật toán vết cạn quay lui chẳng hạn, thì nó có cái lời giải của bài này. Hay là các cái hay là cái nhiều lắm không, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học nó ở dưới cái dạng là đệ quy. Cái biệt chúng ta ý tưởng như sau, chúng ta có dãy A1, A2, A3, AN rồi nhé. Không, xin lỗi. Giả sử A2, A3, AN viết này đúng không? Giả sử A1 là một hoán vị của 1, 2, 3, N. Thì bây giờ tôi làm thế nào mà để tôi mà lấy ra là cái tư tưởng của cái chuyện là gì? Là quy nạp được nhỉ? Để quy được. Đó, thì bây giờ là tôi làm như sau nhé. Bây giờ trong cái số A1, A2, A3 này, A1, A2, A3, AN này, nó phải có n đúng không nào? Giả sử AI chính là bằng n
Hạc sử đấy nhá. Rồi, bây giờ tôi lấy cái anh này ra. Tôi lấy ra ngoài. Khi lấy cái phần tử là N ra ngoài thì phần còn lại là cái gì? Phần còn lại mà không khó, không phải là bỏ N thì phần còn lại này nó chính là gì? Còn lại này nó chính là một hoán vị. Một hoán vị của gì? Của 1, 2, 3, N trừ 1, đúng không nào? Đấy. Vậy chúng ta, ý tưởng chúng ta nhé. Khi tôi lấy ra từ một hoán vị bất kỳ này, tôi lấy ra một phần tử, tôi lấy ra một cái chính xác số N đó, thì phần còn lại của nó chính là một hoán vị từ 1, 2 đến N trừ 1. Mà cái hoán vị này tôi đã biết rồi, theo quy nào, theo định quy biết rồi. Được chưa? Đấy. Mà cái N, cái số N, số A này là có thể bất kỳ. Có thể nằm ở đầu, nằm ở đây, nằm ở đây. Vậy vậy ý tưởng của tôi như sau, vậy tôi sẽ như sau. Vậy ý tưởng là như sau. Ý tưởng để thiết lập hoán vị bậc N như sau. Bậc N tức là của 1 2 3 đến N, đúng không? Cái làm như sau này. Nhé. Bước 1 là chúng ta thiết lập các hoán vị bậc N trừ 1. Làm được không? Bước 1 là thiết lập hoán vị bậc N trừ 1. Nó có thể rất nhiều, nhưng mà nó là quy đạo thì biết rồi. Thì tôi giả sử là B1, B2, B3, Bn trừ 1 là một hoán vị đó. Khi đó, để mà tạo được các hoán vị bằng N, tôi chỉ việc chèn N vào đây thôi. Sau đó tôi bước 2 là tôi chèn N vào dãy trên. Được chưa? Thì N chèn vào, tôi chèn vào ở đâu? Có được chèn vào được là ở N vị trí. Thì tôi muốn cho bạn xem nhé. Đây. N có chèn vào ở bên trái. N này. Xong B1 này. B2 này. Bn. Đây là một cách chèn. Cái chèn thứ hai là B1. Có chèn N vào đây. Xong B2. Đây là Bn-1. Bn-1. Cái chèn thứ ba là B1 đây. B2 đây. Có chèn N vào đây. Đây sẽ là B3. Cứ như vậy, đây là Bn trừ 1. Và cuối cùng là tôi chèn vào phía cuối. Chèn phía cuối. Đây. B1, B2, Bn trừ 1. Tôi chèn N vào đây. Đấy, như vậy là tổng cộng ở đây là có đúng N vị trí. N vị trí chèn. Đấy. Thì làm liên tục như vậy với bước 1, bước 2 ta sẽ thu được toàn bộ tất cả cái hoán vị của N. Các bạn đã hiểu chưa? Đây là ý tưởng của tôi nhé. Đây. Để tôi làm quy nạp này. Nhé. Với N bằng 1 tôi chỉ có 1 thôi. Bây giờ với N bằng 2 thì tôi lấy quy nạp ra, tôi lấy số 1 ra. Theo bước 1, theo bước trên thì có là N1. Xong tôi chèn vào, chèn số 2 vào. Chèn vào là 2, 1. Và chèn vào là 1, 2. Chèn vào 2 ở trước, đằng trước và đằng sau cái chỗ này. Đây, chỗ này này. Đấy. Thành không? Chèn vào. Như vậy là mấy đường 2 thu được là 2, 1, 1, 2. Được chưa? Em thưa thầy, các phần tử ở đây là phải khác nhau đúng không ạ? Khác nhau. Tôi làm là các phần tử là từ 1 đến N, nó cho dễ mà. Đây tôi đang làm là hoán vị của 1 đến N này. Đây, hoán vị của 1 đến N nhé, như này. Bây giờ là các phân tử trong dãy là phải khác nhau đúng không ạ? Khác nhau nhé. Chụp nhau là nó phức tạp lắm, là nó là một thứ khác nhé. Nhưng mà chúng ta có N người chúng ta phải xếp hàng, xếp theo tự nào đó bất kỳ mà theo hoán vị chúng bất kỳ nhé. Đấy. Thì tôi nhắc lại cái làm bài toán này cho chúng ta hình dung không hay khó hiểu này. Từ đầu nhé. Ý tưởng là định quy này. Giả sử là chúng ta xét cái số từ 1 đến N này. Đầu bài cần tìm tất cả các hoán vị của 1 đến N. Nên giả sử A123N chính là một hoán vị của N, của 1, 2N.
Thì chúng ta lấy như sau, chúng ta sẽ cho chúng ta giả sử n là ai nhất, giả sử chúng ta lấy ra khỏi cái dãy này thì phần còn lại của nó là n trừ một phần tử, phần còn lại của nó chính là một hoán vị của đây, không sửa đây, không phải là số này, làm xin lỗi cái này nhé, là một hoán vị của n phần tử, của n trừ một phần tử, n trừ một phần tử là a một a hai vân vân, a i trừ một, a i cộng một và a n, nhưng vẫn là n trừ một. Mà vì n trừ một thì chúng ta có thể áp dụng được quy này, được đề quy. Đó. Như vậy các chúng ta làm như sau, chúng ta đây, à cái này chính là thật ra xin lỗi, cái này thật ra đúng, ta đúng rồi, tôi lại xóa đi. Cái này nó chính là a một a một hai n trừ một chính là nó, từ một hai n trừ một thì chúng ta lấy n ra mà thì phần còn lại chính là một hoán vị từ một đến n trừ một, đúng là như vậy nhé. Vậy phần viết lúc nãy đúng rồi đấy, không cần xóa đâu. Rồi như vậy là như sau này, bây giờ ý tưởng nó như sau, chúng ta cần thiết lập hoán vị của bậc n thì chúng ta chỉ cần thiết lập hoán vị của bậc n trừ một thôi, sau đó chúng ta chèn n vào thì mỗi hoán vị bậc n trừ một ta sẽ được chèn vào n lần, cái n chèn vào đầu, vào giữa, cho dần đến cuối, tổng cộng là chèn n vị trí mà chúng ta sẽ tìm được, và chúng ta sẽ ra được tất cả các hoán vị từ một đến n. Vậy bước một này là bước một là bước của sinh ra tất cả hoán vị là bậc n trừ một, chính là n dây thừa, n trừ một dây thừa đấy. Và bước hai là cái này nhé, chúng ta làm ví dụ nhé. Bên đề bằng hai thì tôi lấy số một ra và tôi viết là đưa hai vào trước, đưa hai vào sau, ra được hai hoán vị nhé. Với điều ba này thì tôi tính hoán vị của n bằng hai trước, đúng không, thì tôi tính được sẽ ra là gì, là hai một một hai, đều hoán vị bằng hai, sau đó tôi chèn như sau đây nhé, chèn vào với cái này này, tôi chèn ba lần, ba trước hai một, ba ở giữa hai ba một, ba ở sau hai một ba, đó với cái này tôi chèn ba ở trước ba một hai, chèn ba ở giữa một ba hai, chèn ba ở sau một hai ba, đó thu được cái này là hoán vị bậc ba, được chưa. Đấy, như vậy là tôi tổng kết lại nhé, tổng kết lại cái ý tưởng như sau này. Ý tưởng thiết lập hoán vị bậc n của 1 2 3 n. Được chưa? Thì tôi làm như sau nhé, tôi tổng kết lại, tôi viết lại như này cho thật chúng ta dễ hiểu nhá. Đây. Mình sẽ làm như thế này nhé. Đây, nó sẽ là như thế này. Tôi ký hiệu cái hàm này là cái hàm là tôi ký hiệu nên là generate n. Cái hàm này là cái hàm mà để sinh ra, để in ra trên màn hình tất cả các hoán vị từ 1 đến n. Được chưa? Rồi thì ý tưởng như sau nhé. Ý tưởng như sau này, bước 1 tôi sẽ sinh ra là tôi generate n trừ 1 lần. N trừ 1. Thì cái này nó sẽ sinh ra là tất cả các hoán vị của n trừ 1 phần tử. Thì tôi giả sử b bằng là b1 b2 bn trừ 1 là một cái hoán vị mà được sinh bởi cái dòng trên, thì sau đó tôi làm như sau, tôi sẽ chèn lần lượt chèn n vào b n lần và in ra như sau, là như là in ra nhé, in ra là gì, là đầu tiên tôi cho chèn vào đầu n này b1 b2 bn trừ 1, sau tôi được b1 tôi chèn n vào b2 bn trừ 1,
Và cuối cùng B1, B2, BN-1, tôi chạy N vào đây. Được chưa? Như vậy cái ý tưởng của cái thuật toán này nó là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bác đã hiểu chưa? Hiểu cái quy quy nào chưa? Cái đề nên là đề quy này, cái hàm chúng ta sẽ phải gọi cái hàm N-1 này. Còn gọi như nào thì ta bây giờ ta sẽ cùng cụ thể nhé. Như mọi như vậy là với mỗi một để mà sinh được cái hoãn vị một cái N, chúng ta phải sinh ra tất cả các hoãn vị một cái N-1 trước. Và với mỗi cái như vậy, chúng ta sẽ chèn N vào lần lượt vào N vị trí trước và sau cái hoãn vị này, tạo ra cái N hoãn vị mới, và hoãn vị mới này ta sẽ in ra. Đó, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm như sau nhé. Đây tôi sẽ bìa mà để cho nó cụ thể hơn tôi làm như này. Tôi sẽ làm cái viết bìa tôi viết lại cái dạng thuật toán nghiêm chỉnh này. Từ nãy giờ vẫn chỉ là ý tưởng thôi. Bây giờ tôi sẽ sang cái phần B là thiết lập thuật toán. Và nếu có thời gian tôi sẽ viết luôn chương trình luôn cho các bạn xem nhé. Bây giờ là 9 giờ mang ra kịp đấy. Thuật toán sinh tất cả các hoãn vị của 1, 2 cho đến n nào, được chưa? Như sau này, bước 1 tôi sẽ thiết lập một cái hàm như sau, thiết lập một cái hàm. Hàm này sẽ trả lại các cái dãy. Nhé. Đây. Hàm như sau này, hàm này là như sau, những cái hàm này có tên là insert all, kiểu như thế này. Nhé. Ở đây là B, và đây là một phần tử C hay là N hay là K hay là C, kiểu là như thế này. Đấy. Thì hàm này như sau, hàm này sẽ sinh ra các cái ở đây đầu bài đây là ở đây B là gì, ở đây B là một dãy, B là một dãy số bất kỳ, còn C là một số bất kỳ. Thì bài toán này là như sau, bài toán này sẽ em bài toán này sẽ sinh ra B là một dãy số có độ dài, ví dụ đây độ dài đây là N-1 đi, thì sẽ sinh ra đây là n dãy sau. Cái hàm insert on này nó sẽ sinh ra như sau. Nó sẽ sinh ra cái dãy là gì? Nó sinh ra cái dãy là dãy sau nhé, tôi giả sử B bằng B1, B2, BN-1, tôi giả sử như vậy. Thì cái hàm này thì sinh ra cái dãy cho đây này. Sinh ra cái dãy làm là n dãy là đặt tên là C này, B1, B2, BN-1, nó là B1, C, B2, BN-1. Cứ như vậy cùng là B1, B2, BN-1, C. Nó sẽ sinh ra cái dãy này, sinh ra n cái dãy này. Thì như cái hàm này là hàm như vậy, cái hàm này này. Kiểu cái hàm này là hàm nói, hàm này tôi sẽ lập trình sau. Hàm này lập trình trên Python rất là dễ dàng. Trong Python nó có cái công cụ tạo là list rất là dễ dàng. Được chưa? Rồi cái hàm này biết rồi, nhưng mà ta thiết lập cái chương trình chính. Thiết lập cái chương trình chính nhé. Của chúng ta như sau này. Dùng quy nạp. Nhé. Đây. Như sau nhé. Đây tôi làm như thế này. Đây tôi ký hiệu cái này của chúng ta, ký hiệu cái hàm chúng ta là hàm generate nhé, n đầu hàm nó chỉ là số n thôi, là cái hàm này sẽ sinh ra và in ra trên màn hình, hay là sinh ra một dãy và in sinh ra tất cả các cái dãy độ dài n là hoãn vị của 1, 2, 3 đến n. Cái hàm này có thể mô tả cái hàm này sinh ra tất cả các dãy là hoãn vị
của 1, 2 chữ N. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta làm như sau này. Chúng ta đầu tiên chúng ta là viết cái phần cơ sở của đề quy if n bằng 1 thì đơn giản. Với n bằng 1 thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ return dãy là dãy 1. Đây kiểu này cho dễ nhất. Viết trong ngoặc này kiểu này là kiểu này để hiểu là trong Python nó ghi như thế, lần đó là list hay mình nghĩ là một cũng được, nhưng với n một thì chúng ta chỉ dùng một phần tử thôi, tính một phần tử. Bây giờ else thì chúng ta làm như sau này, được chưa? Đây chúng ta làm như sau nhá. Đây chúng ta gọi A, gọi A là generate, gọi chính cái hàm này, với n chỉ 1. A là dãy các dãy. Thì A gì? A là tất cả các dãy là hoán vị từ 1 đến n chỉ 1. A là một list của list nhé. Đây là một trong Python list của list. Đó. Và sau đó chúng ta làm như sau, chuyện này tôi biết không thật được, tôi biết lại tôi cùng nhau thôi nhé. A là list của list, và tôi sẽ mà làm như sau nhỉ, tôi sẽ giới thiện cái hàm là tôi return cái hàm mà insert on của a và n, a và n. Which n với mỗi a tôi sẽ em phần tử của a tôi sẽ em sinh ra n với dãy nghĩa tôi chèn vào. Thế cái này tôi sẽ mệt, có lẽ tôi sẽ phải viết trình ngay để cho các bạn hiểu. Chỉ vì cái này thì hơi khó hiểu quá đúng không? Rồi thì tôi dừng lại ở đây, nhưng mà tôi sẽ viết chương trình luôn để chúng ta hình dung được luôn, không nó hơi khó hiểu quá. Đây tôi sẽ chương trình để chúng ta hình dung nhé. Các bạn có nhìn thấy cái màn hình, có nhìn thấy cái màn hình này không? Bây giờ tôi làm luôn cái bài này để cho chúng ta hình dung là chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. Đây cái bài này là cái bài có những bài cái bài tập mà đầu tiên của cô ta ở đây nhé. Sinh hoán vị này, sinh hoán vị nhé, sinh tất cả của hoán vị, được chưa? Mình chúng ta cần những cái hàm gì nhỉ? Đây tôi cùng nói đây lại nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau, đầu tiên chúng ta sẽ mà để tôi một chút này, cái hàm tôi cần viết cái hàm này này, những cái hàm này theo tôi viết ở trên này tôi viết không thật chính xác lắm, chữ này là không thật chính xác lắm nhé. Vì đây là A là tập hợp tất cả các dãy chứ không phải, và đây mà chữ này là chỉ là một dãy thôi, cho nên tôi sẽ phải sửa lại cái chỗ này một tí thôi, cái này tôi sửa sau nhé. Đây là B là một dãy và cái hàm này này. Đây tôi sửa một chút. Ở đây tôi sửa cái hàm này là tên là không phải gọi là insert mà đây là insert kiểu là một. Một nhé. Và đi tôi phải viết lại một chút cái hàm insert on một tí. Này thì viết lại cái hàm insert on này, đăng ký cho nó insert on a n. Thì tôi làm như sau, tôi viết như này là for
viết là chữ đơn giản nhé. For on B thuộc A. Tôi viết từ gộp cái từ insert 1 B và N. Và tôi gộp lại. Cái này hơi thôi được, cái này tôi viết này tôi sẽ. Em mới thấy là cái phần trên cái trên, ở trên đây là L thì đó là cái gì vậy? Delta hay là A? A đây là A. Vâng. Tôi lấy A, A là tôi dùng quy nạp. Tôi sẽ sinh ra tất cả các hoán vị bậc N trừ 1. Vì là dùng quy nạp làm được mà. Sau tôi sẽ chèn N vào tất cả với mỗi một cái phần tử của A, tôi chèn là tôi tạo ra N cái dãy nữa, tôi cái được, tôi làm như sau, để tôi làm để cho các bạn đấy nhé, bây giờ để cho các bạn tôi viết lại, tôi viết chỉnh cho nó dễ, cho nó dễ nhé, được chưa? Đây tôi làm lại cho nó nhé. Đây làm mình chúng ta cùng nhau làm luôn cho trên này nhé, còn nửa tiếng là kịp đấy nhé. Bây giờ bài tập chúng ta là như sau, tôi sẽ sinh ra, tôi phải làm hai hàm, cho nên là một hàm như tôi nói nhé. Hàm đầu tiên là insert. Insert tôi nghĩ là 1. À, thì hàm này là như sau. Hàm này là B và chèn, đây là chèn một cái số C. Dùng cái này thì nó không... B cho nó dễ nhé. Thì cái hàm này là gì? Cái hàm này là như sau này. Cái hàm này là mô tả. Hàm này là như sau. Cái hàm này là... hàm này là gì? Hàm này là tạo ra n list, tạo ra n list sinh bởi b được và sinh bởi chèn c vào các vị trí của b. À, được chưa? Hàm này sẽ trả lại là một list, trả lại là một list nhé. Hàm này trả lại là một list. Rồi bây giờ tôi làm như sau này, b đầu vào b là một dãy và trả lại cũng là một dãy nhé. Rồi tôi làm như sau này, hàm trả lại này tôi sẽ ký hiệu là A đi. Đầu tiên tôi cho A bằng rỗng này. Đúng không? Tôi giả sử tôi ký hiệu là NN bằng len của B đi. Bây giờ for E in range n cộng 1. Tôi chèn n là len của b thì tôi chèn vào là tôi tạo ra là n cộng 1 cái dãy, còn ví dụ n là b có độ dài là n trừ 1 thì cái hàm này sẽ tạo ra n cái dãy. Thì đây là kiểu n là len của b, là độ dài của b, tôi tạo ra là n cộng 1 cái dãy. Được chưa? Đấy. Thì làm như sau nhé. B này tôi lấy một cái hàm mà t, tôi chuyển rất nhiều mà, cho nên tôi phải làm như sau, tôi gọi t là cái một cái trung gian, t là b copy, lấy một cái bản sao của b, sau đó tôi chèn insert vào vị trí thứ y, chèn cái c này vào, chèn c vào vị trí thứ y của cái t, t chính là b đấy, nhưng mà tôi dùng nhiều lần, tôi dùng n cũng một lần, và chèn vào thành cái như vậy, là lần lượt tôi chèn c vào vị trí đầu và đến cuối, chèn xong rồi thì tôi bổ sung vào a append t. Và đây là tôi return. À, đây là cái hàm đầu tiên nhé.
Hàm đầu tiên chính là cái hàm này này, chính là cái hàm mà ở chỗ này tôi viết này, chính là cái hàm này. Như này, cái hàm mà cho trước b đây, mà tôi sinh ra là n, b là cái độ dài là n trừ 1, thì tôi sinh ra n cái n cái dãy như này. Chèn c vào từ đầu và phần thứ hai chèn đến cuối này, tổng của nó là đúng là n lần. Đúng đây là n cộng 1 lần, thì n là độ dài của b. Cái chỗ này nó phải tăng là n cộng 1 lần. Được chưa? Đó. Vậy sử dụng ra cái insert 1 này chưa nhá. Insert 1 nó là như vậy. Để tôi lưu lại cái bài này. Chúng ta đang ở trong cái bài là 1 nhé. Hôm nay là bài 7. B7. Chúng ta làm cái bài này sinh hoãn vị nhé. Tôi sẽ chúng ta sau nhé, bây giờ tôi làm luôn rồi. Tôi làm hàm thứ hai. Hàm thứ hai là hàm như sau. Hàm thứ hai là hàm có tên là insert on đấy. Phần này quan trọng, insert on. Đồ vào của nó là a và đây là n. Ký hiệu là b. Trường này thì b không phải là một dãy, mà b là dãy của dãy. Đây, b là dãy của dãy, là list of list. Đấy. Và cái hàm nó trả lại, hàm này là trả lại tất cả các dãy của B sau khi chèn N, sau khi chèn N này. theo cái insert 1 này nhé, chèn nó rất rất là dài rồi. Thì chúng ta làm như sau này. Đây, chúng ta tạo cái A này bằng không nhé. Bây giờ chúng ta for b in b nhé, in b, và chúng ta đây là đây in b, bây giờ chèn cái này vào b in b này, sau đó tôi đặt trả lại này. Đây từ nhé, bên b nhé, mỗi lần mỗi bên b tôi sẽ sinh ra một cái dãy từ phần trên này, tôi ký hiệu phần trên này, tôi ký hiệu cho là t đi, t sẽ bằng là insert insert 1 b, đây là n. Và tất cả cái tên này là tôi đưa vào A hết nhé. Thì tôi biết tôi phải làm nào nhỉ, tôi A bằng A cộng T. Được chưa? Đấy, sẽ là thế là đúng không? Tôi return A. Return A. Tôi chạy nhé, tôi kiểm tra sau nhé. Việc cuối cùng là cái hàm của chúng ta là hàm generate, là cái hàm sinh phản vị đây, sinh sinh phản vị n nhé. Nào chúng ta xin thử nào, nếu chúng ta xin thử nhé, đây if n bằng 1 thì tôi làm được ngay, if n bằng 1 nhé, để chúng ta return một else.
chúng ta đặt ta bằng j right n chữ một và chúng ta return insert on chúng ta mày này n đấy. Nhưng chúng ta làm chương chính này, đây là phần hàm về chương chính nhé. Tôi chạy thử nhìn xem nó có ra không nhé. Đây là n bằng bằng 3 chẳng y ra được bao nhiêu. Đặt h bằng root n 3 và tôi in ra for hat in hat các con vị tôi print lên hat nhớ tất cả con vị đi chạy thử nhé, xong chạy được không nhé, vì từ đây cũng chưa được kiểm tra chạy được chưa, làm cho anh là bằng 3 chiếc cho nó dễ này, chạy thử nhé. Len B in cái này thì phải biến cái này thành string cơ. Sao? Biến lại thành kiểu như là biến B này thành một string trước. Đâu, sao lại chỗ nào? Bên này, bên kiểu như nào? Là n sẽ bằng len của string B ấy. Không, bên đó là list mà. À đây tôi làm vậy, tôi sửa một chút chỗ này cho yên tâm nhé, cho yên tâm chỗ này else if n là bằng 2 tôi in ra 2 tôi return cho yên tâm là đúng rồi, nó phải là list của list đó thì nó khác đây, đúng rồi, phải buộc phải có cái này 1 này 2 này 2 1 tất cả cái này nó là list của list, nó phải như này thì nó mới ăn, nó phải có bậc 2 nó mới ăn nhé. Đấy, nhưng mà tôi kiểm tra này, nếu mà tôi sửa được tí chút là tôi với n1 tôi trả lại cái này, với n2 tôi trả lại cái này mới là list của list này thì mới đúng này. Đấy, bây giờ chạy thử cái lại lần nữa này, hy vọng nó đúng này. Với n3 này, cái này 312 này 3 31 đúng không? Tôi lấy 12 chuyển 3 vào này. 3 này, 123 này, xong là làm 21 thì là 3 21 này. Xong là 3 21 vào đây sẽ là 213 chính xác rồi đấy. Để tôi cho anh được 4 nhé. Chính xác rồi đấy nhé. Vì sao như vậy là vì mà để không có bước này thì máy nó sẽ tạo ra là mỗi phần tử của dãy nó là số không được, bắt buộc là mỗi phần tử của dãy là list, như vậy nó là list của list, cho nên là phải làm mới đúng, phải cái này mà thêm một đoạn này nữa thì mới chính xác. Đấy, xong rồi nhé, bây giờ là để xin cho các bạn xem lại cái chương trình của tôi nhé. Đây là một chương trình là bình thường thôi, nhưng mà nó là làm cái chương trình tôi khó một chút, nhưng mà nó là chính là chương trình mà sinh ra phân vị sử dụng cái để quy. Nhắc lại nhé, đây này, với n bằng 1 thì hiểu rồi, với n bằng 2 là cái này, tức là cái hàm này là nó trả lại là một dãy của các dãy bên trong, một dãy mẹ bên trong là các dãy con, mỗi dãy con nó là một phân vị. Đây chiều bằng 2 thì với 1 thì là 1 thôi, với n bằng 2 là cái này nhé. Bây giờ muốn cho nó, thật ra là muốn cho nó mà không bị mà ta để này thì yên tâm hơn là được. Muốn cho nó không bị lỗi ra, chúng ta thêm lên một tí là được, thôi được, ta để này nhé. Thì tổng hóa này với n mà lớn bằng 2, lớn 2 chúng ta làm như sau, chúng ta tôi làm lại. Tôi làm lại được. Tôi sửa này sẽ được này. Sửa này được này. List của list cơ.
nó phải là list của list thì mới được nhá. Đây chạy thử xem. Đấy, đúng như thường này, nguyên đường 3 nhé, nguyên đường bằng 3, nguyên đường bằng 2 này, nguyên đường bằng 2 này, nó ra là chỉ có 1, 2 và 2, 1 nhé. Đấy, 1, 2, 2, 1 và 1, 2. À, nguyên đường bằng 3 này, nguyên đường bằng 3 thì nó ra cái này. Đấy, chính xác rồi đấy. Đấy. Cho nên phải sửa chỗ này là thế này mới được đúng này. Đấy, nên là vì chúng ta tất cả cái này chúng ta đều là tạo ra list của list hết. B là list của list. Ở đây cũng là list của list. Nhắc lại nhé. Cái insert 1 này là gì? Là từ một dãy ban đầu B. Nó là một list thôi. Và chúng ta đã sinh ra là một list của list. Là lấy bốc lên phần tử B ra. Chúng ta chèn lượt C vào vào đầu, vào giữa, trên và cuối. Tạo ra N cộng 1. Là cộng một cái dãy con như vậy. Cái đầu ra của A này là list của list. Còn insert on là như sau, bản thân B đây là list của list rồi, thì chúng ta với mỗi phần tử của B chúng ta dùng lại trên, chúng ta chèn n vào, n vào như vậy nên sinh ra rất nhiều, mà chúng ta cho cái A cộng vào là được, thì hơn A đây. Đó. Các bạn đã hiểu chưa? Cái này hơi khó hiểu đúng không? Cái bài này các bạn về nhà xem lại nhé. Xong lại cái bài này nhé. Đấy. Thầy ơi, bài này chạy cao nhất được đến n bằng mấy ạ? Vì bài này, tất cả các bài này là phức tạp của nó là n dây thừa, cho nên chúng ta chạy chậm thôi, chúng ta cho n bằng tôi nghĩ là bằng 6-7 là rất nặng rồi. Cho n bằng 7 cho con dao, nó chạy nhanh không nhé. Nên con dao nó thường nó rất là chậm. Đấy, nó ra đây cái này. Đấy. Thử cho n bằng 10 nhé. Vì đây là chúng ta n dây thừa được rất nặng. N 20 chắc không được rồi. N 10 các phải chạy một lúc đấy. Đấy. Chậm chưa? Đây là cái bài này, là cái bài này không phải là tất cả các bài sinh hoán vị đều chậm như vậy cả. Không nhanh được, vì nó bài tất cả các bài sinh hoán vị nó đều là có tối thiểu là n là vô tập là n dây thừa. Bài này không phải, cái bài này không phải là cái bài để mà demo cái chuyện là tốc độ. Nhé, bài này chỉ là cái phần mà chúng ta học để chúng ta biết cách là dùng địa quy thôi. Vì tất cả các bài toán và sinh hoán vị nó đều là phải có n dây thừa. N dây thừa nhé. Được chưa? Hôm nay có rất nhiều bài tập, nhưng mà tôi hôm nay tôi không kịp viết ra. Tôi bây giờ tôi sẽ viết ra và viết ra và các bạn sẽ về nhà các bạn làm nhé. Đấy, chưa ra đâu không nào? Đấy, vẫn chưa ra. Vậy nếu 10 nó chậm thế đấy. Bạn thấy nó chậm như thế nào? Thế chỗ nào mà chèn C ấy, mà nó lại tăng dần ấy thầy nhỉ? Chỗ này này. Chỗ nào ạ? À? Chỗ này này, chỗ này chính là cái chỗ ứng với là chèn C đấy. Chỗ này là cái hàm này này, cái hàm, hàm này này, hàm này này. Chỗ này chính là chèn C đấy. Cái chỗ này là ứng với cái ứng với chỗ này này, ứng với chỗ này này, insert 1 đây này, đó nha. Thế đã ra chưa? Vẫn chưa ra, vẫn chạy đấy. Với đường 7 ra cái đường bằng 10, đường 10 là cực kỳ chậm rồi, đúng không? Bây giờ tôi hơi được, chúng ta tạm thời ở đây. Tôi viết cho các bạn thêm một thuật toán nữa, và các bạn yêu cầu các bạn là tôi chỉ biết ý tưởng thôi, còn các bạn về nhà các bạn sẽ là triển khai cái thuật toán này nhé. Đây tôi sẽ ở đây và tôi sẽ viết thêm thuật toán sai, gọi là thuật toán 2, thuật toán sinh hoán vị 2. Cái bài lúc nãy là cái bài mà sinh hoán vị 1 là cái bài ý tưởng nó thì dễ. Nhưng mà khi triển khai cái bài quả thấy nó rất là phức tạp, vì nó sinh ra là các cái list của list nó rất là phức tạp, không phải cái nó chiếm rất nhiều bộ nhớ. Và do đó là không phải cái máy tính nào chúng ta cũng có thể chạy được, hay là cái hệ đó cái ngôn ngữ nào cũng có thể làm được chuyện đó. Chỉ có Python làm được thôi, còn ngôn ngữ khác như là C là rất là khó viết. Nhưng mà toán toán hai là rất là dễ, toán hai là ngôn ngữ đạo làm được.
toán hai là thuật toán hai là chúng ta sẽ làm một cái thuật toán sinh thái vị dựa trên là hoán đổi các vị trí của dãy, được chưa? Ý tưởng là chúng ta xuất phát từ một ban đầu là a nhé, a dãy là 1, 2, 3 cho đến n, và chúng ta dùng một cái dãy này thôi, chúng ta sẽ hoán vị các phần tử với nhau, đổi chỗ là sao cho để sinh ra được cái n dãy thừa. Thì bài này chúng ta không tốn bộ nhớ. Cái bài lúc nãy, cái phần lúc nãy là cái bài này là cái bài tốn rất nhiều bộ nhớ. Thì chỉ có cái thằng Python nó hỗ trợ thôi, còn thằng khác là rất là khó. Còn cái bài này chúng ta làm bài tiếp theo này thì là chúng ta không cần tốn bộ nhớ, chỉ cần một cái ấy thôi. Rất ít bộ nhớ. Được chưa? Rồi thì cái làm là như sau nhá. Cái làm là như sau. Là như thế này. Nè, cái làm của chúng ta là như thế này nhé. Bây giờ cái làm là như sau. Bây giờ xét cho hoán vị của A nhé. Thì bây giờ chúng ta lấy hoán vị của A mà chúng ta sẽ tìm một cái hoán vị của A mà bắt đầu từ một, một đúng không? Sau đó thì tôi không biết. Thì khi mà tôi tìm ra hoán vị của A như vậy một rồi thì cái phần sau này rõ ràng phần này chính là cái hoán vị của 2, 3 cho đến là n, đúng không nào? 2, 3 cho đến n. Tương tự như vậy khi mà tôi lấy ra phần thử, tôi lấy số 2 thì phần còn lại của nó cũng là cái hoán vị. Hoán vị của không phải n, hoán vị của các phần còn lại của các phần tử còn lại. Được chưa? Đấy, và cuối cùng là sau đó là n và phần sau này chính là cái hoán vị của n trừ một phần tử. Thì từ đây các bạn sẽ thấy ngay là như thế này nhé. Đây. Các bạn sẽ làm như sau này. Thì là như này nhé. Ý của nó là như này này. Là khi chúng ta cần tìm hoán vị của một n đấy. Nhé. Thì chúng ta sẽ lấy ra. Rồi chúng ta sẽ lấy ra phần tử một ra đầu, có cái phần còn lại này, phần còn lại này là chúng ta có thể dùng quy nạp cho các phần tử phía sau để ta sinh ra các hoán vị tiếp theo. Sau chúng ta lấy ra phần số 2 ở đây, phần còn lại chúng ta có thể dùng quy nạp. Sau lấy ra phần tử n, phần còn lại này cũng là quy nạp. Đây là để quy hết, chúng ta có thể dùng để quy, chỗ này là để quy cho các phần tử còn lại chứ không phải là cho phần tử cụ thể nào cả. Và như vậy chúng ta sẽ xét a đây, và chúng ta làm như sau nhé. Đây chúng ta làm như sau. Như vậy từ đây chúng ta có một cái kết luận là như thế này. Giả sử ban đầu a tôi là cái dãy gồm có là 1, 2, 3 cho đến n này, đúng không nào? Và tôi làm như sau. Tôi làm như sau này, tôi sẽ em lần lượt tôi làm như sau. Để tôi làm để nhé, tôi for y chạy từ 1 to n nghe. Thì với y như vậy tôi đổi chỗ, đổi chỗ A1 với AI. Được chưa? Đổi chỗ. Thì khi mà sau khi mà đổi chỗ
thì cái vị trí một vị trí đầu này có thể nó có thể là một lần lần sẽ là 1, 2, 3 đến n ở phần sau này này, ở chỗ này này sẽ dùng để quy, dùng để quy để sinh tiếp, để sinh tiếp các khoán vị, các khoán vị của n trừ một phần tử. Đó. Vậy ý tưởng của nó nằm ở đây này. Ok, bạn có hình dung được không nào? Bắt đầu cho a 1, 2, 3 n này nhé. Đầu tiên tôi để nguyên là một này, sau dùng để quy để sinh cái này. Bước hai tôi đổi chỗ hai sang đây, dùng để quy để sinh. Bước thứ ba lấy ba chuyển sang đây, dùng để quy để sinh lần sau này. Cứ như vậy thì là ta sẽ làm để quy ra rồi ta sinh ra được hết. Đó, thì đó là cái ý tưởng của cái phần để quy này nhé. Bây giờ chúng ta là viết thuật toán cụ thể này nhé. Đây chúng ta bài chúng ta sẽ cụ thể như sau. Chúng ta dùng cái hàm là generate và đây là k nhé, và k và nó được quy là nó gọi được quy ngược từ từ dưới lên trên. Cái hàm của chúng ta nó gọi là hàm là generate, đây là a, chữ a đây là một, và hàm chúng ta nó k và nó gọi đây là cái gọi nó gọi đây là gọi chúng ta gọi gọi a một, và a một nó sẽ gọi là a hai, a ba, a bốn cho đến a n để dừng lại. Đó, mấy cái hàm của chúng ta nó sẽ là hàm này. Và ý tưởng là ở đây nhé, vì các bạn làm tập sau đây, còn như một tập về nhà, còn một tập khác thì tôi sẽ em cho sau nhé. Đây, vì chúng ta viết hàm như sau, chứng minh hay là viết bài tập nhé, bài tập này viết chương trình cho thuật toán xong, cho thuật toán sinh hoán vị xong. Cái thuật toán này chúng ta không cần nhiều bộ nhớ, cần đúng một cái dãy này nhé, được chưa? Đây, chúng ta bắt đầu cho a bằng, a là bằng 1, 2, 3 điểm n nhé. Đấy, bằng n mà chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta viết cái hàm là generate a k, được chưa? Như sau này, if này tôi gọi để quy từ dưới lên trên, chứ nếu mà k bằng n thì in a, a bằng n thì tôi print k, print a ra ngoài nhé. Còn a nhỏ hơn thì tôi làm để quy tiếp này, để quy tiếp như sau nhá, để quy tiếp như sau này à, tôi for i bằng k to n là tôi đổi chỗ a i và AK. Sau tôi gọi generate AK cộng 1. Đây chính là cái thuật toán là sinh ra tất cả các vị của A mà chỉ dùng mỗi một kia. Tôi lại gọi hàm như sau nhé. Đây là thuật toán này. Tôi lại gọi hàm như sau nhé. Tôi đặt a bằng dãy là 1, 2, 3 n và tôi dùng gọi cái hàm là generate a 1. Mời các bạn về làm bài nhà, làm bài này nhé. Và các bạn đã nhận xét, và cho tôi nhận xét là các bạn làm có đúng không? Nếu không đúng thì vì sao? Nếu đúng thì vì sao? Các bạn cùng nhau phân tích nhé. Đây, cái bài này. Bài tập về nhà là như vậy nhé. Bài tập về nhà là viết lại chương trình trên Python cái bài này. Và kiểm tra xem nó có đúng không nhé. Đây, nhưng mà đây là ví dụ thứ hai về việc sinh hoán vị. Và cái ví dụ thứ hai này là rất là hay, là thú vị, là gì, là nó là không nó không dùng tốn nhiều bộ nhớ, dùng mỗi một cái list thôi nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé, rất nhiều bài tập, nhưng mà tới đây là kết thúc chương 3 là chương về đề quy nhé, là kết thúc cái thuật đầu tiên để quy, là chúng ta làm quen với cái viết cách lời gọi hàm để quy và cách chúng ta tư duy trên để quy, và một trong tư tưởng rất quan trọng của để quy là chính là quy nào.
thì rất nhiều bài toán sau này chúng ta sẽ gặp nội định quy rất là nhiều. Thì kết thúc đây là kết thúc cái phần phần đầu của chương trình của chúng ta. Buổi sau là chúng ta học sang chương tiếp theo, là chương rất quan trọng, là chương gọi là chương kỹ thuật chi để trị, một trong kỹ thuật chủ chốt của thiết kế thuật toán nhé. Bây giờ tôi sẽ đi viết sau nhé, vì ta không có thời gian, tôi viết sau, tôi gửi các bạn sau qua nhóm nhé. Coi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ.